Tạp chí Tranh Điệu xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay nhiều người đang tìm cho mình thú vui lưu giữ những kỷ niệm của thời gian bằng những chiếc máy ảnh, từ loại máy cổ cho đến những thiết bị kỹ thuật số hiện đại. Có những người được đào tạo qua trường lớp và cũng có những người không được đào tạo qua bất kỳ một lớp học nào về nhiếp ảnh, và họ cũng không kiếm tiền từ nghề chụp ảnh. Nhưng đối với những người mang sở thích sưu tầm thiết bị, máy và lens cầu kỳ thì đây là cuộc dạo chơi khá tốn kém. Để có thể trang bị thiết bị đầy đủ, việc đầu tư cho mình một bộ đồ nghề có thể lên tới hàng nghìn đô la. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng dành toàn bộ thời lượng của chương trình để tìm hiểu một chút về thú chơi cầu kỳ này nhé. Nếu kim cương được xếp đầu bảng trong các loại đá quý vì vẻ đẹp và độ cứng, xa xỉ và chất lượng dường như không có đối thủ, thương hiệu Leica của Đức lại có vị trí kim cương trong thế giới máy ảnh. Từ khi xuất hiện vào những năm 1930 đến nay, máy ảnh và ống kính Leica luôn có mức giá cao ngất ngưởng. Mẫu Leica đầu tiên được hoàn thiện vào năm 1914 mang tên U-Leica do Oscar Barnard, một người chuyên chế tạo kính hiển vi, sáng chế. Từ năm 1954, camera dòng M của Leica ra đời với tiêu chí chất lượng hình ảnh hàng đầu đã trở thành máy ảnh không thể thiếu cho phóng viên cũng như nghệ sĩ nhiếp ảnh. Với sự ra mắt của 18 vào năm 2006, Leica đánh dấu bước chuyển sang thời kỳ kỹ thuật số của dòng M, và đến năm 2009, với sự ra đời của M9, Leica đặt một cột mốc mới trong thời đại ảnh số. Nếu như ống kính cố định 50mm f1.2 Luxury của Canon có giá 1.500 đô la đã làm cú thính nhiều dân chơi máy ảnh, thì mức giá 9.000 đô la Mỹ khiến cho loại ống tương đương của Leica chắc chắn nằm ngoài sự suy tưởng của hầu hết các phó nháy. Về thân máy, giá của một chiếc Leica kiểu du lịch bé tí hon đã là 800 đô la, còn hạng tầm tầm thì chưa bao giờ có giá dưới 4 con số tính theo tỷ giá đô la Mỹ. Theo quan điểm của hãng, một chiếc máy ảnh đắt giá sẽ đánh bóng tên tuổi của những người sở hữu giàu có. Qua đó, hãng sẽ được chính những người này quảng cáo sản phẩm rộng rãi trong giới thượng lưu. Nữ hoàng Anh Elizabeth II, quốc vương Thái Lan là những cái tên hay được nhắc tới khi người đời nói về máy ảnh Leica. Tuy nhiên, danh tiếng thực sự của dòng máy ảnh này gắn liền với các phóng viên ảnh kỳ cựu như Robert Capa, Henry Cartier-Bresson hay Nick Wood, phóng viên ảnh cho hãng tin Associated Press, người chụp bức ảnh em bé Phan Thị Kim Cúc và những đứa trẻ khác bị bỏng do bom napalm của Mỹ tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Bức ảnh đã mang lại cho ông giải Pulitzer và khiến ông trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Tác giả của câu nói bất hủ trong giới phóng viên chiến tranh, không dám đối mặt với hiểm nguy, khó có ảnh đẹp. Người đã chết khi trên tay vẫn cầm chiếc máy ảnh, Robert Capa đã có bức ảnh để đời ghi lại khoảnh khắc hy sinh của một người du kích cộng sản trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha bằng máy ảnh Leica. Leica là thương hiệu máy ảnh nổi tiếng từ rất lâu của Đức. Các sản phẩm Leica được xếp vào dòng máy cao cấp và giá bán thường rất đắt. Ngày 9 tháng 9 năm 2009, Leica đã trình làng máy ảnh M9 với rất nhiều điểm đặc biệt. Trước nhất, đây là chiếc máy ảnh full frame 24x36mm, cảm biến máy ảnh chụp ra bằng khổ phim 35mm truyền thống, nhỏ gọn nhất trên thế giới. Chỉ cần nhìn bên ngoài cũng thừa sức khẳng định sự nhỏ nhắn của M9 so với các máy ảnh full frame khác. M9 còn là máy ảnh rangefinder đầu tiên mang cảm biến full frame. Rangefinder là loại máy ảnh thay vì nhìn qua ống kính, người chụp nhìn trực tiếp cảnh vật, còn khung hình sẽ được biểu thị bằng các vệt đường sáng ở bên trong khung nhìn, tương tự các máy phim tự động trước đây. M9 mới chỉ là chiếc máy ảnh kỹ thuật số thứ 2 trong dòng M của Leica. Dòng M vốn nổi tiếng là các máy ảnh cơ. Các trang công nghệ chuyên về máy ảnh kỹ thuật số đều nhận định M9 là phiên bản M kỹ thuật số đầu tiên khai thác được tất cả các lợi thế của ống kính dòng M nhờ khả năng tương thích cao, chất lượng xử lý hình ảnh và độ phân giải 18 chấm rất tốt. Nghe tới M9, nhiều người đều trầm trồ về khả năng kỹ thuật của nó, nhưng còn khá e dè khi biết giá của chiếc M9 tại thị trường Việt Nam khoảng 9.200 đô la sau khi đã tính thuế. Đó là những nét sơ qua về dòng máy ảnh của Leica đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Hiện nay ở Việt Nam cũng có những người yêu thích dòng máy ảnh đẳng cấp này và họ đã thành lập ra một câu lạc bộ để cùng nhau trao đổi niềm đam mê và sở thích. Đó chính là câu lạc bộ Leica Việt Nam.
Thực ra ở trên thế giới thì ở các nước thì cái phong trào chơi Leica của những người sưu tập máy Leica rất là nhiều, ở Việt Nam thì nó hơi ít. Thì cũng bắt đầu phát sinh được cái hơn một năm thì những người chơi Leica thì cảm thấy là cần thiết gặp gỡ nhau, và cả gọi là hội thì gọi là cho có tên cho nó to đấy, nhưng còn là vẫn là bằng để con người, vẫn các bạn bè hay chơi với nhau biết nhau hết. Thì ngoài cái chuyện là thành lập thì để chia sẻ với nhau kinh nghiệm này, rồi thì khoe máy hoặc là giúp đỡ nhau trong chuyện đi mua hộ máy móc rồi các thứ. Ví dụ ai tiện, vì những người họ biết về Leica thì đi mua máy hộ nhau rất là dễ, chứ không thể ví dụ nhờ mua ở nước ngoài, nhờ người không biết gì thì không mua máy sẽ không. Thực ra vì những cái người mà sử dụng Leica và chụp máy ảnh Leica thì cái tính độc lập rất là cao, đâm ra cái chuyện mà đi với nhau cũng không nhiều, tức là thường là đi về thì mới nói chuyện với nhau là đi đâu làm gì thôi, chứ không đi kiểu đông vui hay cái gì. Những người chụp Leica là tinh thần một mình rất là cao. Không có trụ sở, cũng chẳng có quy định hay luật lệ nào khi tham gia vào câu lạc bộ. Họ đến với nhau đơn giản chỉ vì tình yêu với Leica. Họ muốn được chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có, cũng như học hỏi thêm những gì mình chưa biết từ những người bạn trong câu lạc bộ Leica Việt Nam. Tham gia câu lạc bộ Leica vừa hôm nay xong. Còn lý do thì là có một người bạn cũng là người thầy giáo dạy chụp ảnh đầu tiên của em, đấy là nghệ sĩ nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn. Thật ra thì các dòng máy ảnh khác thì em cũng chưa thực sự tìm hiểu sâu về một dòng máy ảnh nào cả ấy. Nhưng mà tại vì chơi và học ở anh Tuấn nhiều điều về nhiếp ảnh ấy, thì anh ca ngợi Leica lắm. Là thôi, hôm nay cũng là một nhân duyên thì mình đến với câu lạc bộ Leica, mình tham gia luôn. Mình từ Đức học về, mình muốn về Việt Nam có một cái môi trường để học, sử dụng máy với cả môi trường trao đổi kinh nghiệm với các bạn ở Việt Nam. Mà mình cảm giác là cái câu lạc bộ Leica là môi trường mình học được rất nhiều. Với thời đại công nghệ như hiện nay, những thành viên của câu lạc bộ thường trao đổi với nhau qua mạng Facebook, một cách thức đơn giản để có thể trò chuyện, chia sẻ với nhau những thông tin liên quan đến máy ảnh, ống kính hay những bức ảnh đẹp được chụp bởi chính những thành viên của Leica Việt Nam. Mặc dù mới được thành lập hơn một năm trở lại đây, nhưng những người tham gia vào diễn đàn Leica Việt Nam trên Facebook đã lên đến con số 1.300 người và thành viên của câu lạc bộ hiện là 60 người. Mỗi khi có dịp gặp gỡ nhau, các thành viên thường trò chuyện hết sức rôm rả về các loại máy, những thiết bị mà mình mới có, hay đơn giản hơn là gặp nhau để được sống trong thế giới của Leica. Thực ra thì những cái người mà yêu thích máy ảnh Leica thì gặp gỡ nhau mà đi chơi mà vui vẻ thì đấy là điều tốt nhất rồi. Còn đóng góp được cho xã hội hay cái gì thì chưa biết, thì trước mắt là chắc là bọn mình sẽ làm một số hoạt động về triển lãm, thì sau đó thì hoặc là về xã hội từ thiện, có thể sẽ trong những cái chuyến đi chơi có thể làm được việc này việc nọ về từ thiện chẳng hạn thì tốt hơn được. Những dòng máy mà các thành viên của Leica Việt Nam đang sở hữu có từ những loại rất cổ cho đến những loại hiện đại nhất hiện nay. Ví dụ như dòng máy Leica M1 Oliver Bundesagentum Military Camera Set là phiên bản đặc biệt dành riêng cho quân đội Tây Đức của Leica và chỉ có khoảng 208 chiếc được sản xuất với màu xanh olive đặc trưng. Theo đại diện của Leica Việt Nam, đây là mẫu máy M1 Oliver Bundesagentum duy nhất có tại Việt Nam. Hiện tại mình đang có cái máy gọi là máy Leica 1 mã. Thì máy này là một trong những dòng máy được sản xuất từ năm đầu tiên của Leica. Không phải là máy đầu tiên, mà một trong những dòng đầu tiên phổ biến của Leica. Và chính là cái máy này đã phổ biến cái dòng phim 36 cho ấy. Và cái máy này là sản xuất từ 1925 đến 1936, khoảng 10.000 phiên bản được sản xuất. Thì hiện tại thì máy này vẫn đang dùng rất tốt, vẫn thể chụp được. Và đi kèm với máy là một ống 50 khẩu 3.5 và vẫn thể kéo ra. Và đây cũng là đặc trưng của Leica. Bạn có thể chỉnh và chụp. Tuy nhiên cái này nó chỉ có ống ngắm, nó không có đo khoảng cách. Lúc đấy nếu mà thực sự mình chụp thì mình phải
tự ướp một cách. Và đây, và đây là lên phim và chụp. Và đặc trưng của Leica nữa là tiếng hàng chập nó rất nhẹ. Ý bộ phim bản này được người ta sử dụng đã giữ rất tốt đến thời điểm bây giờ, và bạn nhìn thấy nó gần như là gần như mới. Và một cái máy thứ hai là cái máy M1, một phiên bản thu nhỏ của M3, được sản xuất theo đơn đặt hàng của đội Đức từ năm 1554 đến 1960, thì khoảng 208 phiên bản được sản xuất và được giao cho quân đội Liên bang Đức, và đây chính là dòng chữ quy định. Và đi kèm với máy là một cái ống kính cũng 50 f/2.8 và cũng có thể kéo ra được, khi nào không sử dụng thì có thể thu nhỏ lại và kéo ra. Và màu rất đặc trưng, và cái thiết kế màu đặc trưng cả từ thân máy đến cả cái bao da. Và đi kèm với nó là một ống kính 135 f/4.5, và bạn có nhìn có thể thay thế vào trong ống kính này. Thế bạn có thể thấy. Và điều đặc biệt của ống kính này là vẫn thể cắm vào những cái máy hiện đại như hiện tại của Leica sản xuất như M9 và dòng mới nhất, vẫn thể chụp được rất nét, có thể thay thế được ống. Bạn có thể thay thế từng ống khác. Ống này ống, mà đây cũng là một dòng máy đầu tiên của Leica cho phép thay ống. Leica này mà lắm ạ. Leica M1 xuất hiện tại Việt Nam đi kèm bộ phụ kiện bao gồm thân máy, hai ống kính Elma 50mm, hack to 135mm, bao da và hộp đựng ống kính. Tất cả đều được khắc dòng chữ Bundesgenteam với ý nghĩa là tài sản của quân đội Tây Đức. Bộ máy còn khá mới và hoạt động tốt dù đã có tuổi đời hơn 50 năm. Điều đặc biệt là với thiết kế cơ khí mang tính thống nhất, cả hai ống kính trên đều có thể hoạt động tốt khi gắn vào thân máy Leica M9 mới được sản xuất gần đây và vẫn cho ra những bức hình với màu sắc hoài cổ rất đặc trưng của Leica. Leica M1 được sản xuất từ những năm 1959 đến năm 1964 với khoảng 9.650 chiếc, tuy nhiên trong đó chỉ có 208 phiên bản đặc biệt màu xanh ô liu được sản xuất vào các năm 1960, 50 chiếc, 1961, 75 chiếc và 1964, 83 chiếc. Trong lịch sử, Leica Green, máy Leica M màu xanh ô liu khá hiếm và được giới sưu tầm ưa thích, vì đây là phiên bản đặc biệt được sản xuất giới hạn theo đơn đặt hàng để phục vụ cho mục đích quân sự. Ngoài M1 với 208 chiếc thì còn có thêm M6 với 300 chiếc, M3 với 142 chiếc và M4 với chỉ vỏn vẹn 31 chiếc. Cái máy Leica kỹ thuật số M9 này thì là máy có thể nói là đến thời điểm này Leica chưa sản xuất cái nào cho dòng M hơn cái 19 này. Thế thì cái đặc điểm của Leica là cái ngàm ống kính của nó, của máy 19 này có thể lắp được những cái ống chung của M sản xuất từ những năm 54 đến 60. Ví dụ như cái ống tele của Duy này mình vẫn có thể lắp được chung vào. Đây là một cái ống tele dùng cho máy phim mà vẫn có thể lắp được vào máy số. Mình có thể chụp một cái chân dung của bạn rất là sắc nét và cái màu sắc nó rất là đẹp. Thực ra thì chơi Leica mình, ngoài máy Leica mình trước kia thì mình cũng chơi nhiều máy khác, nhưng mà cái Leica nó mang lại cái cảm giác nó khác lạ.